Chelsea đang chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ chân sút trẻ Nicolas Jackson từ Villarreal với giá 35 triệu euro. Theo thông tin từ chuyên gia tin chuyển nhượng bóng đá châu Âu Fabrizio Romano, Chelsea đã quyết định sẽ chi ra 35 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Nicolas Jackson, Villarreal. Được biết ngoài The Blue, ba đội bóng khác tại ngoại hạng Anh cũng sẵn sàng chi ra số tiền trên nhưng Jackson đã quyết định sẽ gia nhập sân Stamford Bridge với bản hợp đồng dài hơn 5 năm. Ở La Liga mùa giải vừa qua, chân sút 21 tuổi người Senegal này chỉ đá chính 16 trận nhưng đã kịp ghi tới 12 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Nhờ đó Nicolas Jackson được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện tại.